Sang Nhật chúng ta rất là hay được người Nhật tặng quà đúng không nào? Vậy thì trong những cái trường hợp đấy, ngoài cách nói là arigato gozaimasu thì mình có thể biến tấu thêm thắt như thế nào để cho cái câu cảm ơn nói nghe nó chân tình chân thành hơn, để các bạn hãy cùng nhau nốt lại cùng với mình ngày hôm nay nhá. Đầu tiên ví dụ như là đối phương là đồng nghiệp và họ đi xa về và họ mang quà đồ ăn cho mình chẳng hạn, thì mình sẽ có thể nói là gì nhỉ? Arigato gozaimasu, itadakimasu. Và sau đó khi mà vừa ăn thì mình nhớ phát biểu cái cảm xúc là gì nhỉ? Nó ngon như thế nào, hay là mình nhìn kỹ xem là nó là đặc sản của vùng nào, mình hỏi về cái đặc sản đấy nó như thế nào nhá. Hoặc trong trường hợp nếu như đối phương không phải là đồng nghiệp mà là họ hàng, mình rất là hay nghe cảnh này nhá, ở trên phim mọi người, ví dụ mình mang đến biếu các bác một cái món quà gì đó, đồ ăn chẳng hạn đúng không, thì mình rất là hay nghe cái giọng này gì nhỉ, ara ご丁寧にどうもありがとう、ありがたくいただきますね. Đó thì đúng cái giọng của bác luôn đúng không? Ôi trời ơi, cảm ơn cháu nhiều lắm nhá, bác xin nhá, đúng không nào? ありがたくいただきますね. Chúng ta vẫn có thể chuyển sang cái giọng văn của chúng mình đúng không? ご丁寧にどうもありがとう、ありがたくいただきますね. Đó nhá. Hay là một cái văn cảnh nữa chúng ta cũng rất là hay gặp, đó là chúng ta nhận được quà từ hàng xóm chẳng hạn. Sumimasen, in desu ka? Chỗ này không phải sumimasen, không phải xin lỗi nữa, mà sẽ là cảm ơn đấy mọi người nhá. Sumimasen, in desu ka? Cảm ơn anh chị đúng không? Như vậy có được không ạ? Mình có thể thêm tiếp vào gì nhỉ? Kiotsukawanakutemo yokatta no ni. Và lúc này để thành ý hơn, mình có thể xem kỹ thêm cái món quà để mình feedback thêm về món quà đấy. Ví dụ như là kore ima ninki no okashi desu yo ne. Ureshii. Kazoku de itadakimasu ne. Đó, mình có thể thêm vào gì nhỉ? Cái kẹo này là kẹo đang rất là được yêu thích bây giờ nhỉ đúng không? Tôi rất là vui và chúng tôi cả gia đình sẽ ăn với nhau nhé. Đó nhá. Thì mình thêm những cái như vậy thì đối phương sẽ cảm thấy rất là vui mọi người ạ. Hoặc là trong cuộc sống thì chúng ta còn rất là nhiều những cái trường hợp khác mà có thể dùng đến cái lời cảm ơn. Ví dụ như là một đồng nghiệp họ tặng cho mình một cuốn sách chẳng hạn, đúng không nào? Mình sẽ có thể nói là moratchatte ii desu ka? Arigato gozaimasu. Kondo nanika ureshimasu ne. Chúng ta thêm mấy câu đằng sau này. Kondo nanika ureshimasu ne. Lần tới thì tôi sẽ đáp lễ lại một cái gì đó nhé. Hoặc là một trường hợp ví dụ như trong dịp sinh nhật mà mình được tặng quà từ bạn chẳng hạn, thì lúc này chúng ta sẽ thường nói văn ngắn đúng không nào? Ví dụ như là gì nhỉ? Wa, arigato. Thế xong rồi mình sẽ có thể mở ra để xem nó là cái quà gì. Thường là người Nhật ví dụ trong những cái dịp sinh nhật đấy họ rất là hay mở quà trực tiếp luôn đúng không? Kore hoshikatta Doitsu no pen. Đó mình nói gì nhỉ? Đây là cái bút mà tôi đã rất là muốn của hãng Đức chẳng hạn đúng không nào? Thì mình nói thể hiện cái sự kiêu mi của mình với cái món quà đấy đúng không nào? Và tiếp theo thì mình thể hiện một chút cảm xúc ở trong đó đúng không? Ví dụ như là wa, ureshii, arigato. Và có một câu rất là hay nữa này, đó là gì nhỉ? Taisetsu ni tsukawasete morau ne. Tớ sẽ sử dụng nó thật là cẩn thận nhé. Đó nhá. Taisetsu ni tsukawasete morau ne. Ok, clip này mình tổng hợp lại một vài những cái cách nói lời cảm ơn với đối phương khi mà được nhận quà. Trong rất là nhiều những cái văn cảnh khác nhau thì các bạn mang ra tham khảo nhé.